Quý vị khán giả thân mến, chúng ta hãy cùng trở lại với sân bóng thuộc Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao quận Hoàng Mai để cùng theo dõi lượt trận thứ hai vòng bảng giải bóng đá hạng nhì CUP Việt Football năm 2020. Như vậy là trận đấu giữa ĐỌNG QUANG và TÜ SÖN đã chính thức được bắt đầu. ĐỌNG QUANG ra quân trong trang phục áo trắng, quần trắng, bảo vệ vần sân bên phía tay trái màn ảnh nhỏ của quý vị và các bạn. Loạt trận đầu tiên của ngày hôm nay đã kết thúc. Dứt điểm. Câu trả lời đến từ cầu thủ ĐỌNG QUANG. Pha dứt điểm của cầu thủ mang áo số 11 Hà Thắng. Bộ đôi Khắc Nghị và Hà Thắng sẽ là những chủ công của câu lạc bộ ĐỌNG QUANG ở trận đấu thứ hai vòng bảng HL2 S3 năm nay. Lại treo bóng ra đằng sau, đánh đầu. Thêm pha đánh đầu nữa. Liên tiếp những tình huống mà cầu thủ ĐỌNG QUANG trả lời đanh thép với bóng TÜ SÖN. Tận dụng chiều cao của cầu thủ phía trên, cầu thủ ĐỌNG QUANG liên tiếp nhồi những pha bóng bổng. Sân bóng vẫn đang nghiêng về cầu thủ ĐỌNG QUANG. Thành công, không được. Pha cắt bài tốt của Thanh Khải. Không phải, đó là Thanh Tùng, đội trưởng của câu lạc bộ TÜ SÖN. Đây mới là Thanh Khải. Rồi 1-0 cho TÜ SÖN. Và hãy nhìn fan mừng kia, Erling Haaland đã xuất hiện tại sân bóng thuộc Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao quận Hoàng Mai. Những nỗ lực, những pha bóng gây sức ép của đội bóng huấn luyện viên Đức Anh TÜ SÖN đã được cụ thể hóa. Pha bóng rất bài, xuất phát từ pha cướp bóng của đội trưởng Thanh Tùng và pha căng ngang không thể ngọt hơn của Thành Khải cho Kiên Trung. Không phải Kiên Trung, đó là Thanh Dương mở tỷ số trận đấu. Lần nữa cao thủ ĐỌNG QUANG để cho đối phương tiếp cận khung thành mình và bây giờ họ đã phải trả giá. Lại một cơ hội nữa, cơ hội vẫn còn. Cuối cùng thì bóng đã nằm trong tay của thủ môn Anh Quang. Trong luật bóng đá được sửa đổi dựa vào những điều luật vào tháng 3 năm 2019 của luật bóng đá quốc tế, của Liên đoàn luật quốc tế IFAB, thì có những điều luật thay đổi như sau. Đó là những quả đá biên. Dứt điểm từ xa. Cú đá táo bạo của cầu thủ mang áo số 11 bên phía TÜ SÖN. Tuyến 2 rất thoáng. Rồi không vào. Chưa có bàn thắng đầu tiên tại HL2 S3 cho câu lạc bộ ĐỌNG QUANG. Đức Công. Hãy cùng xem lại tình huống này. Và bóng rất bài. Lần này Khắc Nghị không tung ra cú dứt điểm. May mắn vẫn chưa mỉm cười với đội bóng ĐỌNG QUANG. Khắc Nghị qua người, Khắc Nghị có thể tung ra cú đá nhưng đó là chuyền hai qua người, có cơ hội không? Không có bàn thắng, không có bàn thắng. Đội trưởng Thanh Tùng đang lấy đà rất xa, cú đá rất mạnh và pha cản phá tốt của thủ môn Tiến Hoàng vẫn còn rất bình tĩnh. Công Thành đã bỏ trống, 2-0 cho TÜ SÖN. Quá đơn giản. Bàn thắng được ghi ở thời điểm những phút cuối cùng của hiệp thi đấu thứ hai. Và TÜ SÖN đã nhân đôi cách biệt bằng một bàn phối hợp quá hoàn hảo. Trực nhận cuối cùng cũng đã phá lưới. Ngoài ra thì đó cũng là một pha lấy đà cực kỳ cơ bản của sân 5 Phút Sàn. Phản công cho cầu thủ TÜ SÖN. Kiên Trung rất chính xác. Ôi 3-0. Chỉ cần một pha phản công, TÜ SÖN đã xé toang hàng phòng ngự của ĐỌNG QUANG. Lê Văn Cường. Rất đơn giản. Đội hình của TÜ SÖN đã dâng lên rất đúng nhịp. Đây có thể là cơ hội cho cầu thủ ĐỌNG QUANG. Dứt điểm. Vẫn quá nhẹ và không vượt qua được đôi tay của thủ môn Anh Quang. Cơ hội không thể rõ ràng hơn cho Đăng Quang để rút ngắn tỷ số. Không được, vẫn còn. Vẫn là cầu thủ Đăng Quang. Quốc Tuấn cần phải có pha dứt điểm. Rất bình tĩnh. Phản công. Vươn không nhà trống. Vươn không nhà trống. Vẫn còn, rất bình tĩnh. Không thể khác được. 4-0 cho Từ Sơn. Rõ ràng khi chơi tất tay thì Đăng Quang phải chấp nhận những tình huống bóng như thế này. Hai cầu thủ của Từ Sơn đã phối hợp nhau quá bình tĩnh và kiên trung. Đã có bàn thắng thứ hai tại HL2 S3 năm nay. Tính đến thời điểm hiện tại, đây là trận đấu có cách biệt lớn nhất. Một phần là để củng cố hiệu số tại bảng đấu này để họ có thể chắc suất vào vòng trong, dù là vị trí thứ hai hay là thứ ba hay không, có thể là bàn thắng thứ 5 không. Dứt điểm 5-0 cho Từ Sơn. Cầu thủ trẻ nhất trên sân, sinh năm 2001 Thanh Khải cũng đã có được bàn thắng cho riêng mình. Cú đá quyết đoán và chết chóc đến từ số 8 của câu lạc bộ Từ Sơn. Khắc Nghị chỉ có đường sút thôi. Mất bóng là thua. Khắc Nghị về bóng rất tự tin và mất bóng rồi. Vườn không nhà trống. Chắc chắn là bàn thắng thứ 6. Cuối cùng thì ở lần thứ 2, Đỗ Văn Huy đã sút tung lưới của Đăng Quang. Rõ ràng khi chơi power play, mất bóng là thua luôn. Không thua ở sân nhà mình thì cũng sẽ thua từ sân đối phương, bởi đối phương sẽ nhìn về phía gôn bạn và câu thẳng bóng vào gôn luôn. Văn Huy không có pha sâu kim của Văn Huy. Và đúng lúc này trọng tài đã nổi tiếng còi kết thúc trận đấu có nhiều bàn thắng nhất tại giải bóng đá hạng nhì CUP Việt Football năm 2020. Từ Sơn với chiến thắng 6-0. Theo thuật ngữ của tennis thì đây là một set thắng bagel.